Xin chào 500 anh em. Cao điểm xin giới thiệu vỏ tôm súp họ tiện 50 đơn. Van ép mang lại nha mọi người. Ông kê gốc cho anh em luôn, mỏng âm dương. Ở trên có cái lỗ chọc phun lên nha anh em. Tay sắt nặng, tay sắt rất là nhiều xung quanh luôn, sơn trong nước trong trời, van Malay, van ép Malay nha. Đó, đây là kết cấu bên trong, gọi là súp hầm, bên trong đi theo luồng nha mọi người, anh em thấy rõ không? Không ken bát nha. Tiện 50 đơn. Lưới trong bụi. Dòng này có support tiện 50 đơn và 50 đôi nha. Hiện tại cao điểm đang quay là 50 đơn. Bát thì đặt bằng ốc vít lục sát chôn bên trong luôn ha. Mút tiêu âm lưới trong bụi. Cam Canon cho anh em nha. Rồi, xin chào luôn anh em. Có điểm là ship hàng toàn quốc và Sài Gòn nhé. Bao ship trong vòng bán kính 5-7 km ha. Rồi, xin chào luôn anh em nha.